Dạ, con cũng mong mọi người trên mạng xã hội á, trên YouTube á, thông cảm cho em con. Tại vì em con nó đang bị bệnh, nó trong hoàn cảnh mà mọi người không có biết được á, trong người nó rất là khó chịu luôn. Nên mong mọi người thông cảm cho em con. Bây giờ con cũng không biết là làm như thế nào nữa, cũng buồn lắm nhưng mà kiểu không có nói ra được á. Trong lòng mình giống như là nó bứt rứt lắm, kiểu mình muốn giúp nhưng mà mình giúp không được á. Dạ, tôi xin thay mặt cảm ơn mấy mạnh thường quân nhiều lắm. À, dạ mừng quá nên mừng hay gì. dạ mừng Ừ. mừng tới muốn khóc luôn á. Dạ con cảm Ông đâu có ơn. cầm một số tiền lớn vậy đâu chú xin đó, bởi vì đó giờ chưa có cầm được 10 triệu nữa đó, giờ mà có số tiền lớn vậy xin cảm ơn mấy mạnh thường quân nhiều lắm để giúp đỡ gia đình của chúng tôi. Dạ. Dạ em GoFood xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Em thì em cũng không biết là dùng cái từ ngữ gì để mà thay thế cái từ cảm ơn đến các mạnh thường quân ở trên kênh GoFood. Ví dụ như là những trường hợp khó khăn mà em đăng lên đó thì các mạnh thường quân hỗ trợ rất là nhanh chóng và rất là kịp thời để mà giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh đang gặp éo le và khó khăn. Ví dụ như cái trường hợp ngày hôm nay của cháu Sang, khi mà em đăng lên 2 ngày thôi thì em nhận được cái khoản tiền cũng kha khá đối với lại gia đình. Thì cái khoản tiền này thì em nghĩ là cũng vượt qua cái khó khăn hiện tại cho cháu Sang. Về cái tên và cái khoản tiền mà cái người tặng cho cháu Sang đó thì em sẽ đọc ở cuối video. Cô chú anh chị hãy theo dõi hết video để mà biết được cái khoản tiền nha. Với lại là thưa với lại là em có nói chuyện với lại anh trai của cháu Sang khi mà anh trai gọi điện cho em. Thì qua cuộc điện thoại thì em có nhận định là anh trai của cháu Sang là một người rất là tử tế. Và hôm nay thì em cũng có mời anh trai của cháu Sang lên trên bệnh viện để mà em gặp mặt và em trao đổi thêm. Thì bây giờ em sẽ lên trên bệnh viện để mà thông tin cho cô chú anh chị về sức khỏe của cháu, với lại là về cái phần giấy tờ chuyển viện và nhập viện cho cháu Sang, cái quá trình nó đi đến đâu rồi cô chú anh chị. Bây giờ cô chú anh chị hãy theo dõi tiếp video nha. Thưa với lại là cô chú anh chị, thì dự định là sẽ nói chuyện ở trong khoa nhi của bệnh viện ung bướu, nhưng mà vô trong đây thì chị Bình chỉ nói là bây giờ cháu Sang thì chị có lấy cái giấy cái mẫu máu rồi sau đó thì được ra ngoại trú được một hôm rồi ngày mai thì sẽ trở lại để mà điều trị. Đó, thì bây giờ thì đem đồ đạc, đồ quần áo, đồ về bên nhà lưu trú của chị Bình trước, nghỉ một hôm rồi ngày mai rồi vô. Lấy cái đồ của mẹ vô nè. Mới ra cổng mới gặp anh trai của thằng Sang luôn nè. Mình đi vô cổng mà nói chuyện đi, rồi với lại chị Bình chị sắp xếp cho chỗ ở rồi luôn. Ở tạm đi rồi tính tiếp, tại vì ngày mai là nhập viện rồi. Chừng nào ngoại trú thì sẽ đi về nhà lưu trú chỗ chị.
Còn khi nào mà nội chú á thì phải ở trong bệnh viện. Nhưng mà chắc chắn cu sang này chắc là ở trong lâu dài chị. Bạn này là nội chú, bạn này thiếu máu nhiều. À. Bữa nay xanh nữa nè. Hôm trước là vô được bịch máu đỏ rồi. À là có vô rồi có đó. Có vô rồi. Hôm nay là bắt đầu một xíu nữa là sẽ đi lấy máu. Rồi để cho mấy cô điều dưỡng đăng ký máu. Rồi ngày mai là sẽ truyền máu nữa. Nói chung là đêm nay là Sang sẽ ngủ ở đây. Đầu về chiều nay phải quay lại để họ lấy xét nghiệm máu ha. Ừ. Cởi áo ra đi con, có lạnh hả? Bị sốt hay gì? Không ấy thì cởi ra cho mát mẻ, mở mấy quạt đồ lên. Ở đây cũng giống như gì? Ở đây cũng giống như trong khoa thôi, toàn là cũng là các bệnh nhân nhi được thôi à. À, để em giới thiệu cho chị Út trong căn nhà roomie mình nha, đừng mình cũng đỡ bỡ ngỡ á. Thì ở đây là cũng các bệnh nhân nhi thôi, ở căn nhà này lưu trú ở đây. Tất cả những cái ví dụ như là điện nước ăn uống thì tất cả những đồ sinh hoạt ở đây thì hoàn toàn miễn phí. Còn ví dụ như trường hợp của cháu này thì chắc là ngày mai là cũng phải vô trong ở nội trú rồi. Ở đây một đêm nha. Cũng mừng ha, cũng bây giờ là mọi chuyện nó cũng đi theo trình tự hết rồi. Cho em hỏi chút xíu về những cái giấy tờ chuyển tuyến với lại nhập viện của con trai chị như thế nào hả chị Út? Chuyển tuyến thì làm xong rồi, rồi đưa lại là cô y tá nói là còn thiếu cái thẻ học sinh, có thẻ học sinh mà nó hết hạn rồi. Đó, nó hết hạn rồi, xài không có được. Bây giờ phải kêu người nhà làm giùm, chuyển lên, rồi cô mới nhập vô. Nhập vô cho khoa nội. Lần này tạm thời, ở phía bệnh viện sẽ chấp nhận. Phía bệnh viện sẽ chấp nhận cái thẻ hình hết thời hạn này. Nhưng mà nói với người nhà đó là tranh thủ làm lại cái mới để khi nhập viện đợt tới sẽ giống như là đâu đó là hồ sơ cho nó hoàn chỉnh. Cái lần này là phía bệnh viện chấp nhận nha mẹ. Chấp nhận hả? Chị nhờ người nhà nào làm cho cháu ở trên quận 6 vậy chị? Cô ruột của Sang nè. Cô ruột cô Sáu. Em chồng của chị? Chị chồng. Chị chồng. À, từ nãy quên hỏi là em xin lỗi thiêu là con đi ha. Con tên gì? Dạ con tên Nguyễn Châu Thuận. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 20. Để chú xin nói chuyện với Thuận chút xíu nha. Tại vì nói chuyện qua trong điện thoại thì thấy cũng nói chung cũng mến chị. Bạn này chị Bình nói chuyện rất là đàng hoàng. Cả áo khoác ra đi. Rồi chú xin nói chuyện với Thuận chút xíu. Làm tới dơ giấy gì đó không? Mới làm về. Nãy bỏ, kiểu bỏ giờ con đi về. Nghe thằng Phát nó nói là con làm cái gì bên bếp hả? Dạ con làm gói há cảo ở bên quận 10 đó. Rồi thu nhập có ổn không con? Dạ một ngày cũng tầm 200 mà. Từ khi mà em trai của con nó bị bệnh đó thì kiểu là mình cũng muốn là để giúp em trai nhưng mà ngoài cái khả năng của mình. Dạ đúng rồi. Bây giờ con cũng không biết là làm như thế nào nữa. Cũng buồn lắm nhưng mà kiểu không có nói ra được á. Trong lòng mình giống như là nó bứt rứt lắm. Kiểu mình muốn giúp nhưng mà mình giúp không được á. Gia đình mình kiểu là có cái thói quen là kiểu là có cái chuyện gì á thì hợp gia đình không? Hay là mỗi người mỗi ý kiến? Tại vì thật sự là chú Sinh cũng có lên trên nhà, chú Sinh cũng có tiếp xúc với lại các thành viên trong nhà. Nhưng mà hình như chú Sinh thấy là chưa có sự gắn kết, đặc biệt là ba của hai đứa. Dạ. Dạ nói thật lòng ra thì gia đình em cũng kiểu mất đoàn kết. Kiểu ba thì cũng giống như là
không có cũng quan tâm nhưng mà quan tâm không tới á. Rồi quay lại về cái bệnh tình của Phát đi, thì khi mà nghe tin em trai bị bệnh ung thư như vậy thì con kiểu là con có bằng mọi cách để mà con giúp em trai không? Ví dụ như là bằng cái cách mà quan hệ của con ngoài xã hội, hoặc là làm cái gì mà để mà có tiền để mà lo cho em trai, con có dạ. suy nghĩ ở vì ở cái thời điểm đó không? Dạ có chứ. Con thì con làm, con gán để con làm giống như là con lo được cái gì con lo. Lúc trước á là con lúc trước có chưa có bệnh gì á. Sao? Nói giờ chú xin nghe rồi. Lúc trước chưa có bệnh gì á thì con thấy là giống như là không có được lo lắng cho em con. Nhưng một thời gian con thấy nó bệnh á, con thấy rất là tội nghiệp luôn. Con cũng đã tìm hiểu qua cái căn bệnh ung thư dạ đúng không? Ai mà nghe tới căn bệnh ung thư thì cũng hiểu rồi. Con đọc được trên mấy cái trang trên Google á, thì con thấy cái bệnh này rất là nguy hiểm luôn. Nhưng mà trong cái khả năng của mình á, thì mình không có làm được cái gì cho em mình hết. Con thấy con buồn lắm. Chú xin hiểu qua cái lời nói của con. Có nghĩa là khi mà em của mình nó mạnh khỏe thì kiểu là mình cứ... Nó cứ là nó không có cái cảm xúc như bây giờ. Nghĩa là mình có thể là mình mất nó lúc nào. Dạ, đúng không? Đó. Rồi qua hai cái video mà chú Sinh vừa đăng ngày hôm qua hôm kia thì con cảm nhận như thế nào? Rồi con thấy về cái việc mà hàng xóm của mình, rồi các cô chú ở trên kênh của mình, nói chung là người ngoài xã hội thì sao? Con nhận xét như thế nào? Dạ, sau hai cái video mà chú đăng lên á thì con có xem qua rồi. Con xem qua con thấy gia đình mình nó rất là khó khăn. Mong mọi người mạnh thường quân trên mạng xã hội giúp đỡ giùm con. Không biết làm cái gì nữa. Chỉ biết ngoài cố gắng hết sức thôi. Mình đôi khi mà đi làm á, mình giống như mình suy nghĩ tới mà mình không dám nói ra cho ai biết hết đó. Mình chỉ giữ trong lòng đó, nó rất là khó chịu luôn. Không biết nói gì đó. Tại vì ở mình sinh ra trong hoàn cảnh đó, mình mới biết được giống như cái hoàn cảnh đó như thế nào. Con rất là thông cảm luôn. À, tại sao là con quyết định là con gọi điện cho chú Sinh? Dạ, tại vì con thấy chú Sinh là một người rất là có tâm lòng hảo tâm. Với lại con coi qua cũng thấy dì Cát Tường là một người tốt. Qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm qua đó thì con có nói như thế này. Thuận đúng không? Dạ, Thuận dạ. Nó có nói như thế này. Nó nói nó coi video, đặc biệt là cái video mà Phát ở trong bệnh viện á, thì Phát nó hơi ngông chút xíu. Nhưng mà cái này cái bình thường. Sai. Con, đúng rồi. Sai. Con nít mà chị bệnh, con nít dạ. mà với lại nó bệnh tình, với lại ở đang ở cái tuổi kiểu là cái tuổi đang dậy thì nữa mà. Nó cái tính tình nó có sự thay đổi, với lại bây giờ bị bệnh á, đâu có gì đâu, chuyện nó chuyện bình thường, không có gì. Dạ. À, mai mốt á, chị chăm sóc con chị thường xuyên trong khoa nhi thì gặp mấy cái tình cảnh này nhiều, con nít mà nó quấy, nó với lại nó không có hợp tác với mình là chuyện bình thường, nhưng mà không sao. Về chú thì chú không có quan tâm tới điều đó, tại chú làm công việc này nhiều mà, người nhiều khi người lớn cũng vậy. Của những cái đứa trẻ mà đang bệnh như thế này nên là mọi cái sự buồn phiền thì sẽ không có từ cô ha. Chung là cô rất là thông cảm cho mẹ của con, cho dạ. em của con. Thuận nó gọi điện. Cái ý của thằng Thuận á, là chắc là nó sợ á, là Phát á, là tính tình nó như vậy, rồi cái mình bỏ hai mẹ con, cái là tòa là không ai giúp cho hai mẹ bỏ con, đúng không? Là sẽ không có bỏ, nhưng thật sự là hơi bị gói gắm một xíu, là không biết bạn nhỏ này bạn quấy quá như vậy, rồi bạn có hợp tác để mà điều trị bệnh được hay không. Lo là lo cái bệnh của bé lại không? biết sao không Thuận? Chú Sinh không phải là đây là lần đầu tiên chú Sinh đem một hoàn cảnh đem về đây đâu, rất là nhiều hoàn cảnh. Đó, nên là nhiều khi chú Sinh với lại cô Cát Tường nhiều khi là còn lo, nó lo là không biết mình có giúp được cho trọn vẹn cho người ta hay không nữa. Dạ. Chứ mình một khi là đã đưa về đây thì mình cố gắng hết sức mình giúp thôi. Nó là vậy ha. Dạ.
Dạ, còn gì muốn nói nữa không? Dạ con cũng mong mọi người trên mạng xã hội á, trên YouTube á, thông cảm cho em con, tại vì em con nó đang bị bệnh, nó trong hoàn cảnh mà mọi người không có biết được á, trong người nó rất là khó chịu luôn, nên mong mọi người thông cảm cho em con. Con chỉ muốn nói gì thôi, chứ thật sự nó không phải là con người nó như vậy đâu. Các anh chị, con người của nó nên nó mới trở ra hành như vậy á anh chị. Mình đây mình sốt, mình nhức răng đây, mình còn khó chịu đây, nói chi mà bị bệnh này. Dạ. Thôi thì bỏ qua cái chuyện này ha. Rồi bây giờ thì cái vấn đề đó là con cũng phải đồng hành cùng với mẹ. Dạ. Để mà phụ chăm sóc cho em trai, để có giúp gì được cho mẹ với em trai thì giúp. Đi làm thì đi làm, nhín chút thời gian. Ví dụ như mẹ nghỉ ngơi thì con vô đây con chăm cho nó. Dạ. Nha. Đi làm chị Bình, còn ba cái bột rồi cái còn dính ở trên. Dạ, con làm gói há cảo bên quận 10 á. Cho hỏi hơi riêng tư chút xíu, một dạ. Tháng làm được bao nhiêu tiền? Dạ, nó tính theo tuần hoặc là ngày. Thì nếu mà một ngày á, nếu mà làm hết hàng rồi á thì tầm 200. Còn nếu mà mình về sớm á thì được 180, tính theo ngày. Thì mình muốn nhận lương tuần hoặc là nhận lương tháng gì cũng được, bà chủ đều cho. Nhưng mà hiện tại là con đang nhận lương tuần. Con đang học tới lớp mấy thì con nghỉ? Dạ con học lớp, bây giờ con đang học cao đẳng của năm 2, ngành quản trị nhà hàng. Vẫn còn đang đi học, vừa dạ, học nhưng, vừa làm luôn. Nhưng mà con bảo lưu lại rồi con. Lý thấy, do? Dạ con thấy tình cảnh của em con vậy, con không có nỡ đi học. Để giống như là kiểu mình nhà mình không có tiền rồi mình phải kiếp lo cho em con trước đi rồi mới tính tới cái con đường tương lai của mình. Con bảo lưu là bao nhiêu lâu rồi? Dạ con bảo lưu được 2 tháng. Có nghĩa là ví dụ như thằng em của con mà nó không có bị đau á thì cái tiền lương của con đủ lo cho cuộc sống riêng của con được? Dạ được. Từ cái việc học cho tới cá nhân luôn? Dạ. Bây giờ con phải bảo lưu lại để mà dành cái khoản đó cho thằng Phát. Dạ. Sang. Sang, xin lỗi, Sang. Vậy là con đi làm được bao lâu rồi? Dạ, con đi làm, con nói chung là con làm nhiều chỗ lắm. Con cái chỗ này là mới đây tầm được 3 tháng rồi. Chỗ mới đây là gói kiểu làm về bên cơ sở sản xuất há cảo. Thì con làm. Con có thành thạo với công việc chưa? Giả sử như ý là cô hỏi con chỉ mới là kiểu biết cán bột hoặc là gói sủi cảo này nọ thôi, tại vì con mới vô được tầm 1 tháng 2 tháng ba tháng đổ lại. Dạ. Nói chung thì theo cô thì cô cũng khuyên con gắng, con đã chọn cái con đường này rồi thì con cố gắng con học hỏi những cái kinh nghiệm từ nơi làm đó. Dạ. Sau này á nếu như mà thời dặn hoặc là cô thì cô không hứa trước, nhưng mà hoàn cảnh thì cô nghe cô rất là thương, cô rất là trân trọng cái sự mà hiếu học của con và thương em con như vậy. Nếu mà có được dịp nào đó cô có khả năng đó, cô cũng sẽ giúp con một cái phần nào để con sẽ mở một cái tiệm há cảo xin ha, một cái tiệm há cảo con bán để mà con sẽ có tiền trang trải chi phí đi học của con cao hơn, hoặc là giúp đỡ gia đình của con đồng ý không? Dạ con đồng ý. Hứa cho hứa cho Sang cô Tường à. Hứa cho dạ. cô sẽ có cơ hội giúp đỡ con. Dạ. Cô rất muốn điều này. Hứa tặng cho Sang hết bệnh là cái xe đạp điện rồi đó nha. Phải gán hết bệnh nha. Chịu điều trị bệnh cứ 1-2 đầu đi về vậy đó. Thì cô nói thôi gán điều trị bệnh đi, khi nào khỏe mạnh cô là người sẽ mua chiếc xe đạp điện để tặng cho Sang đó. Hôm nay cô vẫn nhắc lại đó nghe Sang, có đồng ý không nè? Dạ có. Rồi giỏi. Từ này nè, nó biết nghe lời mẹ đó. Dạ. Có hiểu như mẹ đó, phải thấy cái hoàn cảnh gì đó, nói chung là hiểu. Dạ. Nó hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình, nó hiểu hoàn cảnh nó sâu sắc, nó cảm thông. Dạ.
thì mình là bổn phận là cha là mẹ đỡ lắm chị. Nó hiểu cái hoàn cảnh của mẹ lắm. Lớn này nè. Thương. Thương. Nói chung là nghe lời tâm sự của Thuận đó là em rất là quý. Dạ. Em sẽ cố gắng, dạ, sẽ cố gắng hết sức để mà giúp đỡ cho Thuận. Gắng cố gắng học hành đến nơi đến chốn đi con. Dạ. Lúc trước thì hai anh em rất là giống như là chưa bệnh thì hai anh em không có thương nhau, không có thương nhau gì mấy. Nhưng mà đến lúc phát bệnh rồi á thì con thấy á, tự nhiên trong lòng con á tự nhiên thương nó rất là nhiều luôn. Kiểu mình không biết nói như sao nữa, là lúc trước là có tâm sự với nó là bây giờ tình trạng bệnh tình vậy á phải cố gắng là kiêng cử mấy cái đồ ăn thức uống mà không có ăn được, với lại lựa lời nói nó luôn, tại vì biết nó là bị bệnh này nó tính nó rất là khó chịu luôn, nên em lựa lời nói nó cho nó giống như là nghe lời mình á. Dạ, rồi cái vụ mà nó đi vô trong bệnh viện rồi nó cáo gắt rồi đó, rồi con có nói chuyện với nó chưa? Dạ có, lúc trước hôm qua luôn con có nói chuyện với nó một có nói giống như là có nói tâm sự với nó là khi mà mình được nhận sự giúp đỡ từ mọi người á thì nhớ là phải cảm ơn mọi người, với lại dạ thưa mọi người, dù căn bệnh nó có như thế nào đi nữa cũng phải dạ thưa, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, để cho người ta thương. Dạ, với lại đừng có đánh giá qua nhà mình, đúng không? Dạ đúng rồi, mình phải dạ thưa cho dù như thế nào, như vậy người ta, mình cũng phải có một cái văn hóa cơ bản tối thiểu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ thì để tranh thủ cái thời gian mình còn ăn uống, mình còn nghỉ ngơi đầu giờ chiều á, còn phải vô trong bệnh viện. Em thông báo cho chị một cái tin vui. Sau 2 ngày mà em đăng video, Mạnh Thường Quân có hỗ trợ cho con trai của chị, đó là cháu Sang đó, một khoản tiền nó cũng kha khá. Nhân tiện đây thì em sẽ gửi cho gia đình, để gia đình có điều kiện để tiếp tục điều trị cho con trai của mình trong ngày hôm nay luôn nha. Em sẽ gửi chị và ngay bây giờ luôn. Dạ. Nha. Dạ. Cảm ơn cũng giống chị, cảm ơn các thường quân ở trên YouTube giúp đỡ cho con trai của tôi, cũng giống quý nhân giúp đỡ vậy. Cảm ơn chú Sinh nhiều, cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Đó. Với lại chị cảm ơn tới cô gia đình của cô Hương á, cô Hương rồi chị Dung rồi với lại hàng xóm của mình. Dạ, luôn đi. Cảm ơn cô dì Dung nhiều, cảm ơn mấy chị ở trong xóm nhiều, tại vì mấy người ở trong xóm giúp đỡ, thường giúp đỡ gia đình chúng tôi đó. Nhiều khi mình muốn làm cái gì mình trả ơn đợi. Cảm ơn chị Dung nhiều nha. Rất là cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở trên kênh GoFood đã hỗ trợ kịp thời đến với lại những cái hoàn cảnh khó khăn trên kênh, và cũng như là hoàn cảnh của cháu Sang đây. Một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều, chúc sức khỏe đến các Mạnh Thường Quân. GoFood xin phép được đọc tên và cái khoản tiền gửi đến cháu Sang trong ngày hôm nay. Dạ. Dạ. Em xin phép em đọc nha. Dạ. Hơi dài nha cô chú anh chị. Thứ nhất là chị họ Lê ở Mỹ, $300. Dạ. Em đổi ra là 7.410.000. Dạ. Thứ hai, để em đọc hết cho. Thứ hai là chị Võ Thị Bích Thủy ở Mỹ, $200. Dạ. 4.940.000. Thứ ba là cô Ngọc Thuận ở Úc, 5.257.000. Thứ tư là anh Bùi Đình Nai ở Seattle ở Mỹ là 1.000.000. Thứ năm là anh Hữu Thường ở Mang Thích Vĩnh Long, 200.000. Thứ sáu là chị Thanh giáo sứ ở Bình Thới, quận 11, 500.000. Thứ bảy là anh Sang ở Cà Mau, 400.000.
Thứ 8 là cô Hà ở Gò Vấp 1 triệu. Thứ 9 là chị Hảo ở Bình Tân 500 ngàn. Thứ 10 là chị Hằng ở Tân Bình 500 ngàn. 12 là chú Ken Nguyễn ở Mỹ, 100 đô la Mỹ là 2.470.000. 13 là gia đình Kiều Huy Thi ở Mỹ là 2 triệu. 14 là các bé Minh An, Minh Anh, Minh Tâm, Minh Ái 3 triệu. 15 là anh Hiếu ở Vũng Tàu 1 triệu. 16 là chú Hồ Giang Phong ở Úc 1.6 triệu. 17 là chị Mỹ ở Cần Thơ là 400 ngàn. 18 là chị Tú Anh ở Gò Vấp 1 triệu. 19 là cô Hương ở quận 6 2 triệu. 20 là chị Thủy ở chợ Bình Tiên quận 6 500 ngàn. 21 là dì Tiên ở Mỹ 1 triệu. 22 là chị Sang ở Bình Thạnh 1 triệu. 23 là chị Trần Lệ Thủy ở Cần Thơ 500 ngàn. Dạ. Tổng cộng là 38.177.000. Dạ. Dạ. Dạ, tôi xin thay mặt cảm ơn mấy Mạnh Thường Vân nhiều lắm. À, dạ. Mừng quá nên mừng ha chị. Dạ mừng. Ừ. Mừng tới muốn khóc luôn á. Dạ. Dạ. Dạ, ông đâu có cầm một số tiền lớn vậy đâu chú xin. Đó. Bởi vì đó giờ chưa có cầm được 10 triệu nữa. Đó. Giờ mà có số tiền lớn gì xin cảm ơn mấy Mạnh Thường Quân nhiều lắm, phải giúp đỡ gia đình của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, bây giờ vượt qua cái khó khăn cũng xin tay mặt cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ cũng mừng ha. Dạ. Dạ cũng mừng ha thầm. Dạ, dạ con cảm ơn đi Thường. Dạ dạ con xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở trong và ngoài nước là đã giúp đỡ cho gia đình con và em con là điều quan trọng nhất. Con muốn con muốn nói cái con không nói ra được. Kiểu con dạ con chỉ biết là nói là cảm ơn thôi. Thôi bây giờ chú xin nhắc lại nè. Con cố gắng vừa đi làm vừa sắp xếp để mà phụ với mẹ lo cho em. Rồi cái việc học của mình á là không thể nào mà kiểu là nghỉ luôn. Gán một thời gian xong rồi học lại. Học lại rồi có cái tương lai, rồi khi mà có cái sự nghiệp, rồi có cái gọi là mình thành công á, thì mình sẽ lo lại cho gia đình của mình và giúp đỡ cho ở ngoài xã hội những cái hoàn cảnh khó khăn giống em mình nha. Dạ con xin hứa. Rồi thôi giờ bây giờ con nhận tiền đi. 38.177.000 ha. Nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38.177.000 chú làm tròn luôn là 38.180.000 nha. Dạ. Đây. Dạ cảm ơn chú Sinh nhiều. Tại chú Sinh tốt quá. Rồi đưa tiền cũng tận tay rồi đó, mấy Bạch Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó. Dạ, bây giờ đã đưa xong rồi, chú xin còn bù vô tiền nữa. Có mấy đó. Ngàn có gì đâu. Dạ. Cảm ơn chú xin nhiều, với cảm ơn mẹ Tường nhiều. Đó. Không có hai người đều gia đình tôi gặp nhiều sự cố ra rồi. Dạ. Chứ đâu có được như vậy. Dạ không biết có nếu mà gặp được hai người giống như là kiểu gặp được người mấy giúp đỡ giống mẹ Văn Âm vậy thôi. Dạ.
chú xin nói với lại Thuận như thế này thêm nữa nha. Dạ. Thì đối với cái trường hợp của cháu Sang, dạ, mọi người cũng biết là dính vô cái căn bệnh ung thư mà đã bỏ, không phải là bỏ nhưng mà trong một năm á, là không có tiền đi chữa bệnh. Thì dạ, cái ung thư trong người của cháu á, nó phát tán ra rất là nhiều và cái dạ, sức khỏe của cháu rất là yếu. Dạ. Và cái bệnh này đó Thuận, di căn thì dạ, tốn tiền rất là nhiều dạ, và cái thời gian dài. Chú xin mong sao là chú xin làm cầu nối hiệu quả cho cái trường hợp này càng dài càng tốt, để cho em của con á, nó có điều kiện để mình nó tiếp tục. Dạ. Tại vì cái khoản tiền này thực sự là giai đoạn ban đầu thì mình mừng thôi, nhưng mà mai mốt dài về sau nó tốn kém dữ lắm. Và chú xin á, thì không thể nào mà đi một hoàn cảnh mà suốt khoảng thời gian. Dạ. Thì chú xin nói gì là con hiểu ha. Dạ. Nó thì thời gian đầu như ví dụ như chú xin nhận được bao nhiêu và cũng như là cái duyên mình tới đâu thì hay tới đó. Chú xin cũng không có hứa với lại là dạ, gia đình là chú xin sẽ giúp dạ, thằng Sang là nó hết bệnh hay là lúc mà khó khăn mà gọi điện đến em là nhiều khi là em cũng phải có lý do để mà từ chối tại vì còn nhiều hoàn cảnh dạ, 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 khác nữa. Dạ, cảm ơn. Hiểu không Thuận? Nhiều. Cái duyên nó tới đâu thì hay tới đó dạ, thôi ha. Với cảm ơn cảm ơn suốt nè. Rồi ra nghe điện thoại dạ, đi, cảm ơn suốt à. Dạ, ngồi ở đây ăn cơm hay là qua bên kia ăn cơm? Con qua bên kia ăn cơm nó cũng không có ảnh hưởng gì tới ngay chỗ mấy cái khối u ở khoang miệng con hả? Dạ. Đó con hả ra cho chú xin coi coi. Cũng nói chung là con không có nhìn thấy được nhiều nhưng mà ở cái phần này mọi người cũng thấy là thôi thôi cứ bình thường đi. Có đau không? Không. Bữa nay làm gì nó xẹp hết miếng rồi phải không? Nó đỡ là xẹp này. Nghiêng qua bên cổ bên này. Cái hạch thì nó còn rồi nè. Bạn này là bạn bị khoang mũi nha cô chú anh chị. Bị khối u khoang mũi ở trên cái sống mũi nè. Rồi một năm nay không có tiền đi khám bệnh, không có tiền đi điều trị đó. Nên là nó ăn ruồng, nó di căn. Nó di căn qua hai cái phần má với lại cái cổ. Thôi đi qua đó ăn cơm đi. Đi chưa? Ăn cơm đi rồi chút xíu vô còn vô bệnh viện. Cái tay bị gì vậy? Từ bữa giờ bé nữa bây giờ nhôm nhé. Xuống gần 7-8 kg rồi cô chú anh chị. Lúc trước là nó tròn cỡ con không? Dạ nó bự hơn con luôn á. Bự hơn rồi hả? Dạ, dạ đúng rồi nó... Nhưng mà nó thấp hơn con thôi. Dạ đúng rồi. Nó mập mạp lắm. Trời ơi. Bây giờ vậy? Từ khi mà bị bệnh á là nó trở thành vậy luôn. Nó kiểu nó gầy gò xanh xao đi. Mặt nó cũng tái mét đi rồi. Cái nào á mình nói nhỏ nhẹ cho nó được thì nói, còn cái nào mình cũng phải la rầy nó thì la rầy chứ dạ, không phải là nương nương theo nó rồi cái nó y vậy, cái nhiều khi cái nó hỏng á ha. Dạ, dạ. Ừ. Thôi đi vô ăn cơm. Chú xin chút uống cho con kiểu quen ở ngoài nói cho ta thêm nói chuyện nó được một chút. Được. À, muốn nói riêng ha. Muốn nói riêng á. Dạ. Nói chú xin. Xin mời mọi người ăn cơm. Nói chú xin chút xíu cho con nói riêng ở ngoài đó chị Bình. Hả? Ý là Thuận. Sao? Ý là mà tâm sự riêng rồi, với chú xin. Rồi vô ăn cơm đi con. Ăn cơm đi. Bữa nay gia đình mình sẽ ăn cơm là cá rô. Cá rô kho me. Cá lóc thì nấu canh cải ngọt. Với lại thịt heo quay kho với lại dưa cải. Ừ. Thì thức ăn này hồi sáng mình cũng phát cho bà con bệnh nhân. Hồi sáng phát là cải chua cho bệnh nhân đó ha, cải chua heo quay ha. Hồi sáng là phát cho bà con là món là cải chua. Còn canh đó là rau mồng tơi nấu với lại thịt bằm và đồ xào. Rồi, xin mời mọi người. Sao vô mâm cơm ăn mà ngồi xa nhau dữ vậy? À, anh là chồng ra của cô Bình đó. Dạ. Ừ. Ba tường kêu ba tường. Ba cái tường. Dùng đi. Tự nhiên. Rồi ngồi ăn đi, con ăn gì? Vậy là ăn cơm xong là nghỉ ngơi khoảng chừng chút xíu rồi là vô lại bệnh viện. Vô lấy máu đi rồi. Cô đăng ký máu.
rồi quay lại lại đây nghỉ ngơi. Dạ. Con con ngồi xích vô con ăn cơm nè, có canh nè, chan canh vô cho dễ nuốt. Có ăn canh không hay là con ăn thịt? Ủa Thuận với à, ăn à, dùng đi. Thuận cho chú xin hỏi là nếu mà hoàn thiện về cái món ăn há cảo mà con đang chỗ con làm á, là bây giờ con nấu ăn ở nhà bình thường đúng không? Dạ. À, có vậy mốt nhờ Thuận làm vài trăm suất cho bà con ở đây người ta đổi món hay chị Bình? Có làm được không nè? Dạ được rồi. Được rồi, được rồi, làm con chủ nhỏ được rồi đó. Ở đây là từ thiện đó, mẹ Tường từ thiện nhiều lắm á. Một ngày á, mẹ Tường nấu tới 300 suất cơm đựng đó. Thôi dùng đi nha, dùng đi rồi một chút rồi ra ngoài nói riêng ha. Dạ, dạ. Đi dạ, dạ. Đây đi Thuận. Nãy tính không có ăn cơm mà thấy dạ con với lại mẹ con ngại thì chú xin ăn cùng cho đỡ ngại. Dạ. Từ từ cũng quen với lại môi trường dưới đây. Dạ. Đây ra đây đi. Dạ con ngỏ đây. Rồi có gì muốn nói với chú xin nói đi. Dạ. Tại vì con cũng là người ít nói á, khi mà nói ra nó cũng hơi khó. Giống như là mình nói lắp bắp á, mong quý anh chị với lại bà con gần xa thông cảm cho con. Với lại mẹ con nữa, mẹ con là người ít học. Nên mẹ con nói chuyện rất là kiểu không ít, giống như là nói chuyện lắp bắp. Thì cái vấn đề đó là thấy mọi người, con có đọc comment đó là thấy mọi người chia sẻ là mẹ con nói lắp bắp. Tại vì mẹ con mới chỉ học tới lớp 2 thôi. Nên mẹ con không có gành về giao tiếp xã hội. Nên mong mọi người thông cảm cho mẹ con. Còn con thì là người ít nói, sống nội tâm. Nên khi mà nói chuyện, chia sẻ thì nó không có được cho chảy. Nó kiểu bị lấn cứng. Nên mong mọi người thông cảm cho con. Dạ con chỉ muốn nói vậy thôi ạ. Chú xin với lại mọi người cũng hiểu ý của con mà. Với lại là làm công tác xã hội này thì chú xin cũng tiếp xúc rất là nhiều rất là nhiều người, từ tất cả những người mà ví dụ như là mẹ con hoặc là những người mà song song vậy, không có gì đâu, bình thường. Chú xin thì cũng là ở quê, gọi là nhà quê mà cũng không có gì lúc đầu thì, hoặc là tới thời điểm bây giờ cũng vậy, nhiều khi là chú sinh còn có được cái sự góp ý thì chú sinh còn mừng hơn nữa. Ví dụ chú sinh là dẫn chương trình đi nhưng mà có nhiều cái mình nói chuyện đó thì cũng như chưa có hợp lý. Thì cô chú anh chị ở trên kênh họ cũng bình luận, họ cũng gọi điện nói xin ơi, mai mốt nói cái câu từ này hơi kiểu là khéo khéo chút xíu hoặc là như thế nào, kể cả chú sinh mà, nên dạ. Là không có gì đâu ha. Dạ nếu mà chú sinh hoặc là mọi người hiểu được như vậy thì quá tốt, tại vì con cũng mong là mọi người hiểu cho gia đình con à. Con chỉ mong vậy thôi à. Rồi vậy ha, con cảm ơn. Rồi bây giờ thì con đợi mẹ con chuẩn bị với lại cho Sang nó nghỉ ngơi ít phút rồi con chở hai mẹ con ra ngoài bệnh viện nha. Dạ. Rồi có gì thì chú Sinh sẽ liên hệ với lại gia đình mình sau. Dạ, dạ. Hoặc là gia đình mình liên hệ lại với bên chú Sinh nha. Dạ. Rồi vậy nha Thuận. Dạ cảm ơn. Rồi. Rồi thôi thì video ở đây mình tạm kết thúc, và mình nghĩ là qua video này sẽ có nhiều cái cảm xúc gửi đến cho cô chú anh chị. Nhưng mà cảm xúc vui nhất đó là ngày hôm nay thì
cũng mừng cho cháu Sang về sức khỏe thì nó cũng ổn định, với lại là cái khoản mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho cháu Sang. Có những cái thông tin tình hình sức khỏe của cháu Sang, Lưu Phước sẽ tiếp tục cập nhật lên cho cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi chị lên đi, nó chở đi. Dạ. Mời chị vô con.